Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nào. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ôm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nắng trong anh không xa rời. Mình đi dẫn lối, ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta chăm nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ôm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên. Cảm ơn tình yêu cho chúng ta một đêm.
sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác cùng các anh, các chị, quan viên của hai họ bốn bên. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Gia đình ông Quân ở xóm 3 Đồng Nhân và gia đình ông Nguyên ở xóm 4 Đồng Nhân được sự đồng ý cho hai cháu được tìm hiểu với nhau. Qua quá trình tìm hiểu đã chín mùi, gia đình chọn ngày tốt ngày hôm nay. Chúng tôi có cơ dầu xuống để chạm, làm lễ để dạm hỏi, để cho cháu thành như vậy là đôi thành lứa. Thế trước tiên thay mặt cho nội ngoại của họ nhà trai chúng tôi, xin kính chúc sức khỏe của các cụ, các ông, các bà, các bác cùng quan viên, nội ngoại của hai họ bốn bên có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc thành đạt. Chúc ngày tổ chức ăn hỏi cho hai cháu được thành công tốt đẹp. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên của hai họ, sự hiện diện của họ nội ngoại của gia đình cháu Phú ngày hôm nay được thỉnh đáo đấy, và có mặt để chứng kiến trong cái buổi cơ dầu ăn hỏi ngày hôm nay, thì chúng tôi xin giới thiệu, riêng tôi làm công tác tổ chức thì là cháu là bác rể của cháu Phú. Thế còn lại nội ngoại thì có bố của cháu, mẹ của cháu, bác của cháu, dì của cháu, cô của cháu và toàn thể họ hàng nội ngoại chúng tôi có mặt đầy đủ. Để xin các đại biểu chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thế để tiếp theo chương trình thì chúng tôi làm công tác tổ chức đã xong và xin kính mời bà Thanh là thím ruột của cháu, như vậy là lên đại diện cho họ nhà trai nội ngoại xin có ý kiến cùng với trên các cụ, các ông, các bà cùng hai họ của họ nhà gái. Xin kính mời bà. Kính thưa tất cả các cụ, các ông, các bà nội ngoại, hai họ nội họ ngoại của cháu Phú và cháu Hường. Hôm nay thì thôi trên anh chị chúng tôi cũng chọn được ngày tốt để một năm chọn lấy một ngày, một ngày chọn lấy một giờ, hôm nay gọi là có một cơ dầu vấn danh đi xuống để kính thưa tất cả với các cụ nội, cụ ngoại, họ hàng ba bề bốn bên. Và lời đầu tiên chúng tôi là xin cảm ơn tất cả đến trời Phật, rồi cảm ơn đến các cụ ba bề bốn bên, và cảm ơn đến bố mẹ cháu rồi hai bên họ hàng đã dìu dắt cho các cháu được lên vợ, lên chồng, lên duyên vợ chồng. Ngày hôm nay thì trên anh chị chúng tôi cũng gọi là có một chọn được một ngày tốt để gọi là có cái cơ dầu vấn danh để cho hai các cháu. Thế thì hôm nay thì gọi là đến để trước tiên là để cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, rồi là hai bên họ hàng nội ngoại. Vâng, thế thôi thì gọi là đến ngày hôm nay thì gọi là cháu Phú dưới ông bà dưới này thì gọi là cho cháu Phú được làm dâu con làm rể, ở dưới ông bà được là dâu Hiền rể Thảo.
của gia đình, rồi của trên anh chị chúng tôi. Thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn tất cả hai bên dòng họ. Vậy tôi xin hết ạ. Vậy. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các bạn của các cháu, được sự nhất trí của hai gia đình và được sự đồng thuận của hai cháu, hôm nay trên họ nhà trai tổ chức một cái lễ ăn hỏi xuống họ nhà gái. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em, bạn bè của cháu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, để tiếp đón các ông, các bà, hôm nay cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía bên họ nhà gái chúng tôi gồm có tất cả các cụ, các ông, các bà bên nội, bên ngoại và anh em bạn bè của chú Thím và bạn bè của cháu nữa đều đến để tham dự cái lễ ăn hỏi hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, để tiếp theo xin được giới thiệu ông Nguyễn Hữu Nguyên là bên đội tộc có đôi lời để tiếp nhận cái lễ ăn hỏi của cháu Hường và cháu Vũ hôm nay ạ. Xin mời ông ạ. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các ông các bà cùng toàn thể quan viên đại họ, hôm nay qua phần giới thiệu của ông Hồng là tôi cũng là bác của cháu Hường, hôm nay cùng trân trọng được giới thiệu với quan viên đại họ. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc tới quan viên đại họ, họ hàng hai bên có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng, và lời chào chân quý nhất. Qua phần giới thiệu xong, tôi cũng xin trân trọng được tiếp nhận những ý kiến của quan viên họ nhà trai. Hôm nay cũng đã có cơ chầu ăn hỏi của hai cháu. Trải qua những năm tháng, hai cháu đã tìm hiểu và yêu thương nhau. Đến giờ phút này, hai cháu đã tâm đồng ý hợp và được sự nhất trí giữa hai gia đình. Hôm nay, quan viên họ nhà trai cũng đã có sính lễ để xuống đây để trước hết là ra mắt của quan viên họ nhà gái chúng tôi. Cái điều thứ hai, của gia đình nào cũng có tổ, có tiên, có ông, có bà, có cha, có mẹ sinh ra các cháu. Thì hôm nay chúng tôi cũng là đại diện cho họ nhà gái để nhận những cơ chầu và nhận tất cả các ý kiến của quan viên họ nhà trai đã đưa ra và đã thỏa thuận với hai gia đình. Tôi cũng không biết nói gì hơn hết. Lời cuối cùng cũng xin trân trọng cảm ơn quan viên hai họ và chúc quan viên hai họ có một sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin hết. Và cả tương lai là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Thank you.
lần đầu tiên ta gặp nhau. Chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không sống lâu. Vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Thank you.
didn't mean to hurt you, so why'd I let you walk out the door? You say that you don't know me, you don't know who I am anymore. But if you knew the truth, then you wouldn't feel insecure. 'Cause if I didn't have you, I wouldn't have nothing at all. I wish you could see yourself through my eyes. I always forget that you can't read my mind. As long as I got you and me, moving through this world as a two-man team, I'll always have everything I need. You don't even realize what you mean. No one could fall for you quite like me. No one could get me so perfectly. You don't even realize you're all that I need, 'cause I want you and me, you and me. I know one day we'll look back, stories on the tip of our tongues, a library full of pages, remembering when we fell in love. All of the broken hearts and the stupid mistakes have got us to where we are. It was worth all the pain. Yeah, we'll look back, we'll look back and laugh. As long as I got you. This world as a two-man team, I'll always have everything I need. You don't even realize what you mean. No one could fall for you quite like me. No one could get me so perfectly. You don't even realize you're all that I need, 'cause I want you, 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 me, me, me together. Oh,
I was fighting, felt divided, searching for a path to follow. Chiều xuân như thế, nắng ngập tràn, hồn em ngất ngây mùa xuân, tình xuân. Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng, hoa đào tươi thắm, như tình yêu, như mùa xuân đến. Mỗi khi
xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ, đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu ơi chiều xuân. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ, đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu ơi chiều xuân. Chiều xuân như thế nắng ngập tràn, hồn em ngất ngây mùa xuân tình xuân. Có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm, như tình yêu như mùa xuân đến. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ, đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu ơi chiều. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, nội ngoại ta về bốn bên của hai họ nhà trai và nhà gái. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi trước tiên xin kính chúc sức khỏe của các cụ, các ông, các bà, các bác cùng các anh, các chị, toàn thể gia đình nội ngoại của hai bên mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc thành đạt. Chúc cho buổi hôn lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa xin các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nội ngoại hai bên, được sự nhất trí của gia đình ông Nguyên và Nguyên và ông Quân và bà Hảo cho phép cháu Phú và cháu Hường và quá trình tìm hiểu với nhau, và được sự đồng thuận của chính quyền địa phương xã Đông La, hôm nay gia đình họ nhà trai nhà gái tổ chức hạnh phúc trăm năm cho cháu. Sự hiện diện có mặt của các cụ, các ông, các bà, các bác cùng các anh, các chị quý khách xa gần đã đến để chúc phúc cho hạnh phúc của hai cháu. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, ông, các bà, trong quá trình hai họ đã làm thủ tục về lễ nghi gia tiên phong tục tập quán của quê hương, và giờ phút hoàn đạt đã đến, gia đình nội ngoại của họ nhà trai hôm nay chúng tôi hiện diện xuống để xin nhà gái và được đón cháu Hường về làm tôi con của gia đình ông Quân và Hảo, và làm dâu trang họ Nguyễn Hưng của sau ba đồng nhân. Chúng tôi không biết nói gì hơn, cuối cùng xin kính chúc sức khỏe của các cô, các bà, các bác, các anh, các chị và quý khách bạn bè xa gần đã đến chúc phúc và dự lễ thành hôn của hai cháu, và xin được cảm ơn sự đón tiếp của các cụ, con, các bà, họ nhà gái. Cuối cùng xin kính chúc toàn thể nội ngoại hai họ bốn bên mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các ông, các bà cùng quan viên đại học, lời đầu tiên tôi xin trân trọng kính chúc sức khỏe tới quan viên đại học và cùng toàn thể hội hôn ngày hôm nay, và lời chào trân trọng nhất. Tiếp theo tôi xin được trân trọng giới thiệu đoàn quân viên họ nhà gái chúng tôi hôm nay gồm đông đủ tất cả các thành phần nội ngoại, anh chị em cô dì chú bác cùng các anh em thanh niên nam nữ đều có mặt hôm nay để dự buổi lễ vu quy của cháu Hường, để cháu được về
làm dâu, làm con của ông Quân và bà Hảo, và ông Nguyên, bà Lan, Loan sẽ được tiếp đón một chàng rể là cháu Phú. Hai cháu đã tìm hiểu và thương yêu nhau, đã trải qua bao năm tháng, đến giờ hai cháu đã tâm đầu ý hợp và được sự nhất trí giữa hai gia đình và được sự cho phép của chính quyền. Hôm nay quan viên họ nhà trai chọn ở ngay đây và đây để được đón cháu Hường về làm dâu làm con, và tôi thay mặt cho quan viên họ nhà gái không biết nói gì hơn đến giờ phút này, cái ngày trai lễ của cháu Hường là một ngày trọng đại nhất của trong đời. Và hôm nay tôi thay mặt cho quan viên họ nhà gái xin một tràng pháo tay thật là nhiệt để chúc phúc cho gia đình và mừng hạnh phúc trăm năm cho cháu Hường. Vâng, xin cuối cùng xin trân trọng cảm ơn. Để chúc mừng hạnh phúc đến hai con là Nguyễn Hường và Hưng Phú thì ngay bây giờ đây bố mẹ sẽ dành tặng cho hai con những điều tốt đẹp nhất, những món quà hết sức ý nghĩa mà bố mẹ đã chuẩn bị để ngày hôm nay dành tặng và chúc mừng hạnh phúc đến Nguyễn Hường và Hưng Phú. Xin mời những món quà của bố mẹ sẽ được chuyển lên sân khấu. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, đó là những món quà hết sức ý nghĩa và rất thiêng liêng. Kèm theo đó là những lời chúc mừng hạnh phúc, những lời căn dặn mà mẹ dành tặng cho con gái. Một tràng pháo tay thật lớn từ với quý vị.
Và tiếp theo đây sẽ là món quà mà bố của cô dâu cũng sẽ dành tặng cho chàng rể của mình. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, chúng ta cũng sẽ cảm ơn đến bố của cô dâu. Một người đàn ông hết sức tuyệt vời, thưa quý vị, đã thần tào hy sinh vất vả để tạo dựng cho con cái có được ngày hôm nay. Và ngày hôm nay ông lại tiếp tục trao báu vật của cuộc đời mình, đó chính là cô dâu Nguyễn Hường cho chàng rể Hưng Phú. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúc mừng, thưa quý vị. Xin được chúc mừng hạnh phúc cho đôi cô dâu chú rể và chúc mừng đại gia đình. Xin được cảm ơn bố mẹ của cô dâu. Xin mời anh chị Tâm Nguyệt sẽ trở lên sân khấu để tặng quà và chúc mừng hạnh phúc. When we're together, you turn around, all the world in its wonder, this love won't fade away. Và đồng hành cùng với ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay với đôi cô dâu chú rể chính là ekip thực hiện chương trình, đến từ trung tâm tổ chức sự kiện và cưới hỏi Thanh Cảnh, đến từ Đông Lao Hoài Đức. Xin được cảm ơn đến sự hiện diện cũng như lòng nhiệt thành của tất cả quý vị đã đến chúc vui và chúc mừng hạnh phúc đến đôi cô dâu chú rể của chúng ta. Xin được cảm ơn món quà đến từ em Long và xin được cảm ơn món quà của bác Anh. Làm lòng ta luôn khát khao, tình yêu như mộng đẹp nên thơ, làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, người chọn tình yêu đến anh. Dấu yêu ơi gợi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Yeah, anh yêu em mãi. Dài và anh sẽ là tia
cùng Quan Viên Đèo. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc tới Quan Viên Đèo có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng, và lời chào chân quý nhất. Vâng, tiếp theo thì tôi cũng xin đại diện cho nhà gái xin trân trọng được giới thiệu đoàn Quan Viên Họ Nhà Gái chúng tôi hôm nay gồm rất đông đủ tất cả các cụ, các ông, bà, cùng cô dì, chú bác, anh chị em, cùng anh em thanh niên nam nữ của cháu Hường hôm nay cũng đồng hành cùng với Quan Viên Họ Nhà Trai để đưa cháu Hường về trên nhà để làm dâu làm con của ông bà Quân Hảo và làm cháu làm chất trong dòng họ. Và thưa các cụ, đến giờ phút này hai cháu đã tâm đầu ý hợp và đã được sự nhất trí giữa hai gia đình và được sự cho phép của chính quyền. Hôm nay Quan Viên Họ Nhà Trai, ông Quân và Hảo đã chọn được ngày lành, giờ lành để xuống có cơ chầu, xuống Quan Viên Họ Nhà Gái chúng tôi để bái yết gia tiên, để đón cháu Hường về làm dâu, làm con của trong gia đình. Đến giờ phút này, hai gia đình là như một, và giờ phút này cháu tôi có một cái cơ chầu này là để trước hết là để giao cho Quan Viên Họ Nhà Trai cũng như giao cho ông Quân và Hảo đại diện để bái yết gia tiên cho cháu Hường về làm dâu làm con và để làm thành viên trong gia đình, là để mong rằng cháu tuy có lớn mà chưa có khôn, mong các cô cháu khôn thì các cụ dạy ít và dạy các cụ dạy nhiều, mà mong rằng các cụ các ông bà cùng toàn thể cha mẹ của cháu hướng dẫn cho cháu và bảo ban cháu được trở thành thành viên tốt trong gia đình để xứng đáng là một dâu hiền. Và chúng tôi nhà gái chúng tôi cũng mong muốn được cái điều có dễ thảo, hai gia đình bây giờ cũng như một thì mong có dâu hiền dễ thảo để chăm sóc cho các cụ các ông bà cùng cha mẹ về tuổi già. Đến được phút này tôi cũng xin dừng lại ở đây, xin chúc cho hai cháu sang năm sau sinh một cháu đầu lòng, một cháu trai để thế cho đồng, để nối sự nghiệp, nối dòng cháu con, cũng là yêu quê hương thì xây đời trong tiếng hát. Tôi cũng xin phép là để thay mặt cho gia đình cũng xin chân thành chúc mừng các cụ, ông các bà của các bác anh chị, hai họ Quan Viên đã cùng với họ nhà trai và nhà gái để trong một đời đồng thôn trên gia đình tôi. Thay mặt cho họ nhà trai chúng tôi chính thức nhận cháu Hương là cháu dâu về làm con của ông bà con nào để bà là cũng một triệu cho như vậy. Nhà khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một dân thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh như trời cao mây trắng trong lành, đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Cùng hân hoan cúi chào ra mắt và cảm ơn tất cả quý vị. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ liên tục chào đón trở lên sân khấu nhì vị đại diện trưởng đoàn đáng kính của Quan Viên Hay Hò sẽ trở lên sân khấu để có những lời phát biểu gửi đến tất cả quý vị. Thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em nam nữ của hai cháu, thực sự hôm nay rất là vui mừng khi tôi được là bác của cháu Hường lại đứng trước cái sân khấu lồng nhiệt và hạnh phúc như thế này, thì không biết có gì hơn xin được gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bạn bè anh em nam nữ của hai cháu, gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hôm nay
Với tôi là đại diện cho họ nhà gái, xin được trao cháu Hường về làm dâu, làm con của các ông, các bà trên nhà. Rất mong các cụ, các ông, các bà trên nhà dạy dỗ và bảo ban thêm một lần nữa. Không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn và chúc sức khỏe tới tất cả quan viên hai họ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan viên hai họ. Kính thưa các cụ, các ông, bà, quan viên của họ là gái và không còn hệ các cháu thế giới nam nữ, bạn bè của hai con chúng tôi. Hôm nay gia đình chúng tôi và gia đình ông Nguyên đã tổ chức thành lễ thành hôn cho hai con chúng tôi. Đến giờ phút này tôi đã được nhận một người con dâu hiền hảo về với gia đình chúng tôi, và cũng xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà họ nhà gái đã đưa đón cháu về đến nơi đến chốn. Cuối cùng xin chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà con lên hai họ rồi cùng toàn thể bạn bè của hai con chúng tôi có một sức khỏe dồi dào và một lời chào trân trọng nhất. Và thưa quý vị, có thể nói rằng em sẽ là hoa hồng của đời anh. Qua ba lần tuyển chọn cũng đã thành hiền thê. Hôm nay chúc một lối về, nguyện thề son sắc đi về có nhau. Nhà anh có một vườn cau và nhà em có một giàn trầu vẫn vương. Để rồi đêm nhớ ngày thương, hôm nay hai đứa lửa hương màn nồng. Nhân ngày vui lễ tơ hồng, đôi vòng nhân cưới ta sẽ cùng trao nhau. Và chúng ta sẽ cùng chứng kiến khoảnh khắc chú rể Hưng Phú và cô dâu Nguyễn Hường. Họ sẽ trao cho nhau cặp nhẫn yêu thương. Những kỷ vật tuy rằng nhỏ bé nhưng nó minh chứng cho tình yêu, sự thủy chung thuần khiết mà đôi bạn họ đã trao tặng cho nhau. Và đây cũng là lời hứa đỉnh cao của tình yêu. Nó sẽ trường tồn với thời gian và sẽ đi theo hai bạn đến suốt cuộc đời. Và đây sẽ là khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời, một mốc thời gian đánh dấu cho thời điểm đẹp nhất cho đôi bạn chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Và chúng tôi cũng xin mời cô dâu Nguyễn Hường sẽ trao nhẫn cưới cho chú rể Hưng Phú. Thưa quý vị, đúng là nhẫn này ta tặng trao nhau, ánh vàng lấp lánh, sắc màu thủy chung, chúc cho nhau đi đến tận cùng, dâng long đầu bạc, bên nhau trọn đời. Xin mời cô dâu chú rể hãy giơ hai chiếc vòng nhẫn cưới đã được đặt lên ngón tay áp út tình yêu của mình để tất cả quý vị được thấy. Và thưa quý vị, cũng chính thức từ khoảnh khắc này đây, nhân danh những vị thần tình yêu, chúng tôi xin được tuyên bố Hưng Phú và Nguyễn Hường họ chính thức đã nên duyên nghĩa chồng vợ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho tình yêu của họ cho ngày vui hôm nay. 1, 2, 3, vỗ tay lớn hơn nữa thưa quý vị. Mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh. Và ngay bây giờ đây chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị món quà vô cùng ý nghĩa và rất thiêng liêng đến từ bà ngoại của chú rể. Và chúng con xin được chào đón bà ngoại của chú rể trở lên sân khấu ạ. Đặt lên khóe môi, ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em. Quá tuyệt vời quá đúng không quý vị? Xin được cảm ơn bà ngoại rất nhiều. Xin được thay lời con dâu chú rể chúc ngoài bách niên dài lão và an khang trường thọ, cùng chúc cầu cho đời đa ngày để con cháu có nơi nương tựa. Xin được trân trọng cảm ơn ngoại rất nhiều. Và chúc hôm nay sẽ là món quà vô cùng lẽ đến từ bố mẹ của chú rể Hưng Phú sẽ để tặng cho hai con. Đúng là hôm nay pháo nổ vang trời, bố mẹ dặn hai đứa mấy lời vàng son.
chẳng dấu hiền rể thảo nghe con, bố công bố mẹ sớm mong tới kề. Và đây chiếc quà nhỏ tấm lòng son, bố mẹ tặng hai đứa là để nuôi con sau này. Son sàng ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa. Và chú rể Hưng Phú cũng sẽ ôm bố một cái để cảm ơn bố rất nhiều. Một tràng pháo tay thật lớn từ quý vị được không ạ? Xin cảm ơn bố mẹ của chú rể, cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay bầu trời trong xanh, thật nhiều ánh mắt chứng giám ngày. Xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng.